Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui mừng khi gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Hiện tại thì mình đang có mặt tại trung tâm chăm sóc xe hơi Khánh Auto, có địa chỉ đối diện cây xăng Ngân Phát ở thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Đây thì là một trung tâm mà do bên mình đã setup và vận hành hơn một năm qua rồi. Thì ở đây thì với diện tích khá là khiêm tốn và được bố trí những cái khoang dịch vụ để tận dụng và phục vụ những cái nhu cầu thực tế của khách hàng ở đây. Thì như các bạn có thể thấy, với diện tích mặt bằng ở đây của mình là sẽ là rộng 10 mét này và sâu là 12 mét. Đó. Thì trước kia thì là sẽ làm cái khu vực dịch vụ chăm sóc xe thì có lắp cầu lông một trụ. Đấy, đây là chiếc cầu lông một trụ Ấn Độ với tổng sức lưng là 4 tấn và chiều cao làm việc là 1,5 mét. Đấy. Thì trước đây là khách dịch vụ và làm về chuyên môn thì là trung tâm là chuyên về làm đồng sơn và sửa chữa nhanh. Đấy, thì có cái dịch vụ chăm sóc này dọn dẹp lại là sẽ phục vụ cho cái công việc dịch vụ chuyên sâu hơn. Đấy. Thì ở đây khi mà được thiết kế thì sẽ được bố trí cái cầu lưng tại khu vực bên trong đây. Với khoang kích thước của cầu lưng này thì đều là rộng 4,5 mét này và dài mình sẽ tính là ra đến đầu xe này là dài 7 mét thì sẽ được bố trí tận dụng cái khu vực và cái mặt bằng tại tại nhà xưởng. Đấy. Thì đây là cũng là mặt bằng khá là khiêm tốn thôi. Nhưng phải tận dụng hết từng cái cm một của mặt bằng để bố trí này. Khi mà các bạn lên cầu rửa xe xong thì các bạn có thể tiến hành lau khô trực tiếp lại đây. Vì cái nhu cầu mà rửa xe làm dịch vụ ở đây thì thực tế các bạn không đánh sâu, chỉ là rửa xe và lên cầu để mà phục vụ dọn dẹp xe và làm đầu sơn là chính. Thì tiến sâu vào bên trong nữa thì các bạn có thể thấy ở bên trong sẽ còn các cái không gian này, các bạn có thể tháo lắp capo này, vệ sinh khoang máy, vệ sinh nội thất. Thì sẽ còn một làn vào cái khu vực bên trong đây của mình. Đấy. Và trước trước kia thì là bên tay phải của mình đây sẽ được bố trí cái phòng khách, phòng chức năng, trưng bày sản phẩm để mà khách có thể ngồi chờ và bày những cái hóa chất, dung dịch, dụng cụ cùng tất cả những cái dụng cụ đồ chơi ở cái bên phòng chức năng của mình. Thì có tổng diện tích dài là 4 mét và ngang là 5,5 mét. Đấy. Thì bây giờ sẽ chuyển đổi bạn đánh mạnh về cái dịch vụ là đồng sơn thì sẽ là khu pha chế sơn trực tiếp. Đó. Còn như các bạn có thể thấy đây thì sẽ là bày ra những cái dịch vụ như từ cái lóc capo này hoặc là tháo cản trước cản sau đều có thể ra đây là cái khu vực sơn sửa trực tiếp. Đó. Còn về trang thiết bị để mà vận hành ổn định trong một năm qua thì trung tâm đã đầu tư ra vẫn những trang thiết bị rất là cơ bản để mà các bạn có thể làm dịch vụ từ cầu lưng rửa xe này đến máy hơi này. Chiếc máy hơi này của mình là chiếc máy hơi Selox Ấn Độ hiệu Uri Việt với dung tích bình chứa là 250 lít và đầu lén là 3 HP, công suất motor là 2,2 kW. Đấy. Thì với áp lực đầu ra để mà làm đồng sơn nó là khoảng từ 9 đến 12 cân, đáp ứng cho cái công việc các bạn làm liên tục được. Đấy. Và sử dụng cầu lông một trụ. Chiếc máy này thì đây như các bạn có thể thấy là làm việc dưới cái môi trường khá là khắc nghiệt, là các bạn xịt bụi sơn vào đây như trong vòng đến tính đến năm nay là hơn một năm rưỡi rồi và chưa có hiện tượng gì xảy ra nhé. Và đặc biệt đây là có một cái máy này nữa, đây là cái máy chủ đạo mà trung tâm cũng vẫn sử dụng thường xuyên để mà khi làm dịch vụ, đó là chính là chiếc máy rửa xe Manzoli. Đấy. Chiếc máy này thì các bạn có thể thấy đây hơn một năm rưỡi rồi sử dụng này. Thì máy vẫn hoạt động rất là ổn định. Đấy. Tất cả các tính năng chỉ số của máy đến hiện tại mình hôm nay mình đi kiểm tra và bảo dưỡng lại cho khách rất là ổn định luôn. Đó. Máy chạy rất là êm, áp lực ra vẫn căng là 153, công suất motor của 2,2 kW thôi và đầu lén áp lực ra vẫn là 153, đủ để các bạn làm các công việc thao tác vệ sinh hoặc là làm dịch vụ chăm sóc xe bình dầu để các bạn có thể điều khiển cái cầu lông một trụ làm công việc vệ sinh gầm hoặc là rửa xe rửa gầm. Đó. Chiếc bình dầu này thì có dung tích là 150 lít này. Đấy, được lắp đặt và kết nối toàn bộ để điều khiển cái cầu lông một trụ. Và để làm sạch các đầu mục dịch vụ thì không thể thiếu được đó chính là chiếc bình bọt tuyết này và chiếc máy nén khí, chiếc máy hút bụi. Đấy, chiếc máy hút bụi hiện tại mình đang cung cấp tại cho trung tâm đó là chiếc máy hút bụi Camry. Đấy, với model là BF585-3. Đấy, đây là chiếc máy hút bụi 80 lít 3 motor với công suất là 3.000W. Đó. Thì chiếc máy này là một cái giải pháp cực kỳ hữu hiệu khi các bạn làm các công việc chuyên sâu là làm vệ sinh nội thất này hoặc là dọn dẹp các cái công việc dịch vụ dọn dẹp
từ làm khoang máy hay là dịch vụ về hút vệ sinh. Đấy, thì chiếc máy này nó sẽ đáp ứng với công suất 3.000W rất là chắc chắn rồi. Và làm rửa xe rồi thì không thể thiếu được, đó chính là bình bọt tuyết, để sẽ tạo cái lớp phủ bọt tuyết làm sạch xe. Thì đây là bên mình đang cung cấp cho trung tâm, đó là bình bọt tuyết Ballast 40 lít này. Thì để mà làm ra một cái trung tâm thì hầu như các bạn có thể thấy đó, nó hầu như sẽ đi quanh các cái thiết bị chính như là cầu lông một trụ, máy nén khí, máy rửa xe, hút bụi, bình bọt. Tuy nhiên trên thị trường hiện nay có rất là nhiều các cái sản phẩm, các trang thiết bị rất là nhiều. Nhưng để làm được một cái sở dịch vụ đó thì các bạn nên lựa chọn những cái đơn vị uy tín và những thiết bị mang tính chất ổn định nhất. Và các bạn đang quan tâm đến những cái trang thiết bị và setup trung tâm nhà xưởng và cần bên mình hỗ trợ thì hãy liên hệ với mình qua số này trên để được bên mình hỗ trợ tư vấn, lựa chọn ra những trang thiết bị phù hợp nhất. Và các bạn đừng quên ấn like, subscribe để mỗi khi bên mình ra sóng thì các bạn sẽ nhận được video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.